Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn công thức làm nước chấm bơ đậu phộng để chúng ta ăn với món chả giò. Và để thực hiện món nước chấm này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là nước mắm ngon, đường, bơ đậu phộng, một ít ớt băm nhuyễn nếu như bạn nào thích ăn cay, và đây là chanh. Các bạn chuẩn bị chanh như thế nào? Chuẩn bị liều lượng chanh là khoảng một muỗng canh là được ha. Còn ai mà thích ăn chua hơn thì các bạn có thể là tăng cái lượng chanh lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện cách làm nước chấm bơ đậu phộng ăn với chả giò nhé. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh đường. Tiếp theo cho vào đây hai muỗng canh nước sôi hoặc là nước ấm. Nước sôi nước ấm nó sẽ giúp cho đường nhanh tan đó các bạn. Các bạn sẽ khuấy cho đường nó tan ha. Sau khi đường đã tan, các bạn cho vào đây hai muỗng canh nước mắm ngon. Tiếp theo đó các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh bơ đậu phộng. Sau khi các bạn đã tán nhuyễn cái phần bơ đậu phộng này xong thì các bạn sẽ cho vào đây nước cốt chanh. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh nước cốt chanh. Ai thích ăn chua hơn thì sẽ tăng lên nha. Mình khuấy đều lên. Cuối cùng sẽ là cho ớt băm vào. Đó, nước chấm rất là đơn giản nhưng mà ăn với chả giò rất là ngon ha. Và lạ nữa đó các bạn. Rồi như vậy là rất nhanh chúng ta đã hoàn thành xong nước chấm bơ đậu phộng để chúng ta ăn với chả giò. Bình thường thì ăn với chả giò thì các bạn sẽ ăn với nước mắm chua ngọt, nước mắm tỏi ớt. Thì hôm nay các bạn hãy thử vào bếp và thử nghiệm với cách làm nước chấm bơ đậu phộng này để các bạn ăn với chả giò, để các bạn thấy là nó ngon và nó lạ miệng như thế nào nha. Lâu lâu thì mình cũng đổi khẩu vị về nước chấm một lần phải không nè. Rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công với công thức này, cũng như là chúc các bạn ngon miệng với món bơ đậu phộng chấm với chả giò. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye!